Rồi, mến chào các bạn. Thì ở đây là Bình Lộc, Long Thánh, Đồng Nai ha. Thì ở đây là tiệm đồ chơi trẻ em Tâm Hồ. Trước tiệm của gần cầu Bình Lộc. Thì ở đây bán rất là nhiều đồ chơi. Hiện tại giờ thì nói chung cũng vơi vơi rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay hai cái xe xe dạng ô tô điện dành cho trẻ em để cho các bạn xem ha. Này, bạn nào có nhu cầu mua cho con cháu thì alo ha. Thì còn nếu mà các bạn nào mà muốn mua tại ở trong cái muốn mua tại trên những cái shop á, thì bấm vào cái đường link tại trên shop, thì hãy bấm vào đường link mình ở trong phần mô tả video. Các bạn bấm phía bên phải tiêu đề, các bạn sẽ thấy chữ V như vậy nè. Đó, các bạn sẽ thấy bên phải tiêu đề như vậy nè, là có một cái phần mô tả video có như chữ V vậy. Bấm vô là sẽ ra phần mô tả video, và ở dưới đó có cái link của những chiếc xe này, thì có giá, mà giá ở ngoài ở trên đó họ bán. Thì cái giá ở cửa hàng thì mình thấy ở đây thì bán ở cái giá thì nó là 2.800.000 ha. Nhưng mà nếu mà các bạn bấm vào trong cái link thì nó sẽ có những mức giá từ 1.000.000 mấy trở lên. Đó, từ 1.000.000. Từ 900.000, 1.000.000 mấy trở lên ha. Thì bây giờ mình chia sẻ là cái giá của cửa hàng ở đây thì họ bán như vậy. Đó. Thì ở đây thì mình thấy như con này cửa hàng thì bán 2.800.000 đồng. Đó. Là xe điện, thì con này là cái giá nó lớn hơn, nó đẹp hơn, hoành tráng hơn, thì giá là 3.500.000 đồng ha. Ví dụ đây. Đó, thì mình quay cái hình thể cho các bạn xem nè. Đó, một model nè. Con này giống model của con gì ta? Của thằng nói chung mấy này họ làm những model của những cái siêu xe thôi. Rồi bây giờ mình sẽ điều khiển cho các bạn xem thử ha. Thì đây là mình nhấn nguồn lên nè. Rồi. Ở đây á thì nó có một cái nút là nó sẽ lắc. Đó. Và khi mà mình đạp á, thì nó vẫn chạy nè, đạp nó vẫn chạy. Đó, đạp nó vẫn chạy. Nhưng ngoài đó. Đạp vẫn chạy ha. Thì ngoài ra là ở đây là có phần điều khiển nè. Bây giờ mình điều khiển chạy lui nè. Rồi, mình điều khiển chạy tới nè. Và lái, tay lái nè. Đó, tay lái đây. Đó. Các bạn thấy không? Nè. Rồi, mình sẽ cho tới nè. Rồi, quay trở lại. Rồi. Đó, ví dụ như nhà chúng ta có trẻ con bỏ lên chơi rất là vui ha. Đó, đó. Lắc đó, tay lái nó tự động luôn. Rồi mình thử coi bấm kèn đồ coi có được không ha. À đây. Rồi ngoài ra bên này còn có nhạc nữa nha, nhưng mà thôi mình không bấm đâu. Rồi, đây mình sẽ quay phía đằng sau ha. Đó,
Spot, còn cái gì Spy đây, con này rất lớn, cái cửa rất là lớn luôn. À đây, cửa mở đây. Rồi, bên này đây, đó, khóa lại. Xe thì có kèm theo sạc nè, bộ sạc điều khiển ha. Bên cái chiếc này thì hiện đại hơn, nó có vừa thắng mà nó có vừa ga đây luôn, nó có vừa ga nè mà vừa chân thắng vừa chân ga ha. Đó, có vừa chân thắng vừa chân ga. Để em tắt nguồn con này, bên này chưa ráp bình vô các bạn, chưa đấu dây bình vô đó. Rồi, nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu thì alo cho bà chủ ha. Còn nếu mà các bạn nào mà mua trên Shopee rồi thì cứ việc bấm vào trong phần bên phải của tiêu đề, trong phần mô tả video ha. Còn ngoài ra thì ở đây còn có mấy cái con như là con xe cũng chưa ráp bình luôn. Đây, cũng dòng này thì để mình xem coi con này giá nhiêu. Xe địa hình, con này giá cũng 2,8 triệu luôn các bạn. Đây, trong này là xe địa hình ha. Rồi bên này cũng, con này cũng một chân ga nè, 2,8 triệu cũng một chân ga. Còn con này là lớn hơn nè, con này cũng một chân ga luôn. Con này 3,8 triệu đó, là lớn ha. Đó, rồi ngoài ra là có thêm, đây là con này cũng xài điện luôn ha, là nó xài gầu xúc ha. Rồi con này là gì đó, cái gì nó có cái thêm cái cần nữa, à, bắn bi hả, bỏ bi vô đây bắn. À đúng rồi, bỏ bi vô đây bắn, bỏ bi vô đây bắn, bi nè, bi bỏ banh vô đây bắn. Và đây là con xe tay ga ba bánh ha. Rồi, xài chân ga ba bánh ha. Rồi đây là có con xe lắc, xe lắc nữa. Rồi đây là có xe, xe đẩy cho trẻ em. Rồi rồi xe gì ta, xe gì bốn bánh nè, xe cho trẻ em chơi. Rồi bốn bánh, rồi xe đạp mini, rồi bộ nhúng nữa. Rồi bạn nào có nhu cầu thì alo nha các bạn nhé. Rồi, mến chào các bạn.